được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Cuộc sống khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay sẽ hướng dẫn cách chăm sóc bảo vệ đôi mắt trẻ tránh tật khúc xạ sau đại dịch. Những điều cần biết về rôm sảy mụn nhọt mùa hè ở trẻ là nội dung có trong phần hỏi đáp y tế. Và cuối chương trình là chuyện về nam điều dưỡng ở khoa sơ sinh Hoàng Văn Thắng. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với phần sổ tay y học. Sau 2 năm giãn cách do đại dịch COVID-19, tình trạng trẻ bị mắc tật khúc xạ gia tăng nhanh chóng. Các phụ huynh cần phát hiện sớm để có hướng điều trị hợp lý, bảo vệ đôi mắt khỏe đẹp cho con em mình. Sau đây, bác sĩ chuyên khoa 1 Đào Ngọc Hiệu, trưởng khoa điều trị tổng hợp phẫu thuật gây mê Bệnh viện Mắt Hưng Yên sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về vấn đề này. Sau cái đợt dịch Covid diễn ra kéo dài thì số trẻ đến khám và mắc tật khúc xạ gia tăng lên rất nhiều. Ngoài các yếu tố nguyên nhân như là yếu tố về di truyền, yếu tố về cấu trúc giải phẫu tại mắt, cấu trúc giác mạc, cấu trúc về thể thủy tinh thì còn một số nguyên nhân khác do tình hình dịch diễn ra kéo dài và các bạn phải học trực tuyến. Và khi đã học trực tuyến thì các bạn nhìn gần quá lâu trong một thời gian dài dẫn tới mắt các bạn phải điều tiết quá nhiều. Đồng thời với đó là tình trạng trẻ học không đủ ánh sáng, thiếu ánh sáng và tiếp xúc với màn hình điện thoại, máy tính, tivi và ánh sáng xanh. Đấy là yếu tố từ ánh sáng xanh gây hại cho mắt của trẻ. Và các bạn học có thể không ngồi đúng tư thế. Và một yếu tố quan trọng nữa đó là về chế độ dinh dưỡng, thiếu hụt chất dinh dưỡng và thiếu vitamin A cho trẻ trong độ tuổi phát triển. Chúng ta phải hướng dẫn cho trẻ học đầy đủ ánh sáng, ngồi học tư thế đúng cách, đó là tư thế phải thẳng lưng và đầu hơi gập khoảng 10 đến 15 độ. Quan trọng bố mẹ phải nhắc cho các bạn đó là khi học không nên nhìn gần quá lâu trong một thời gian, các bạn phải có thời gian khoảng 1 tiếng học, sau đó là thư giãn mắt khoảng 5-10 phút, đứng dậy nhìn ra xa để mắt nó điều tiết trở lại. Và đồng thời là phải hạn chế cho các bạn xem tivi, điện thoại, có thể sử dụng thêm các loại cặp kính lọc ánh sáng xanh để hỗ trợ, để ngăn cản ánh sáng xanh từ màn hình máy tính, tivi, điện thoại. Lưu ý là phải các bố mẹ cũng phải cân đối về cái chế độ dinh dưỡng hợp lý cho các trẻ, để bổ sung vitamin A cho các trẻ trong độ tuổi phát triển. Và một yếu tố cực kỳ quan trọng nữa đó là về không gian hoạt động ngoài trời cho trẻ. Vì theo tổ chức nhãn khoa đưa ra thì cái không gian hoạt động ngoài trời nó rất tốt cho trẻ, ở các trẻ chưa mắc tật khúc xạ cũng như đã các trẻ đang mắc tật khúc xạ. Nhắc các bố mẹ là phải cho các cháu đi khám định kỳ 3 đến 6 tháng một lần, đảm bảo khám cho các trẻ đúng quy trình khúc xạ của tổ chức nhãn khoa đưa ra, đó là khám cho trẻ khúc xạ trước nhiệt điều tiết và sau khi nhỏ thuốc nhiệt điều tiết, sao cho đưa ra cái chẩn đoán của trẻ có mắc tật khúc xạ hay không và cấp một đơn kính phù hợp cho trẻ để trẻ đeo đúng số, không được tình trạng đeo non số hoặc quá số. Đồng thời bản thân là bác sĩ thì tôi luôn khám các bệnh lý về mắt, các bệnh lý liên quan đến dẫn đến tật khúc xạ như là bệnh lý về hình thái lác, bệnh lý về võng mạc, đấy là những cái bệnh lý nên có thể dẫn tới tình trạng gia tăng tật khúc xạ của trẻ. Đối với các trẻ nhỏ khi bắt đầu các cháu nheo mắt này, các cháu nhìn mờ không rõ này, bản thân thì các cháu có thể nghiêng đầu, ngẹo cổ để nhìn các vật cho rõ. Rất nhiều các cháu thì khi xem tivi hay học thì cứ phải nhìn sát vào bảng và nhìn sát vào tivi thì mình có thể nhìn rõ được. Vì đấy khi bố mẹ các cháu phát hiện các biểu hiện, các triệu chứng như vậy thì nên đưa các trẻ đi khám sớm và kịp thời để đưa ra các cái chẩn đoán và xử lý cho kịp thời. Say tàu xe thường xảy ra ở nhóm người có tuổi, phụ nữ, người bị huyết áp. Tình trạng này khiến cho nhiều người thấy mệt mỏi và vô cùng khó chịu, sợ hãi mỗi khi phải đi xa và ngại đi du lịch. Trong mục sổ tay học số này, lương y Nguyễn Văn Triệu, hội viên Hội Đông y huyện Văn Lâm sẽ giới thiệu tới quý vị phương pháp bấm huyệt làm giảm nhanh chóng sự khó chịu của chứng say tàu xe. Hôm nay tôi giới thiệu cho các bạn, không may mà đi tàu xe mà bị say thì chúng ta làm những động tác như sau. Đầu tiên là các bạn giữ đầu không bị lắc, không bị lay. Khi bị lắc bị lay này là tạo cho bệnh nhân, cho người đã say tay xe thêm. Sau đó dùng tay này day vào bên thái dương. Các bạn dùng một đầu ngón tay hoặc ba đầu ngón tay chúng ta day cả vùng thái dương. Sau đó day lên xuất cốc, là vùng đỉnh vành tai lên, day xuất cốc để điều hòa huyết áp. Day hết bên trái, ta day sang bên phải. Bên phải day cũng như vậy. Ta vừa day vừa như đếm, mỗi lần day 5 vòng này, 1, 2, 3, 4, 5. Những người bị say xe ấy thì họ rất đau. Thì ta day từ nhẹ, xong day đến mạnh. Sau đó ta day xong vùng gáy,
vùng huyệt phong trì. Ta vuốt tay từ dưới này lên, chỗ lõm nhất của xương sọ ta day 1 phút, sau đó day sang ế phong. Các bạn không biết về ế phong thì ta lấy rái tay ta đánh ra sau này, ấn xuống thì đấy là huyệt ế phong. Đây ta bấm ở nhân trung để cho bệnh nhân tỉnh táo. Sau đó ta bấm những cái huyệt như sau. Đây là huyệt khiếu hải ở vết nằn cổ tay, dịch sang bên trong tay ta bấm huyệt. Đây là huyệt lội quan, thì ta day huyệt lội quan. Mỗi cái này ta day 15-20 giây. Ta có thể là bấm thêm ở chân, bấm tam âm dao. Xác định tam âm dao thì từ mắt cá chân lên 3 thốn mà ta bấm tam âm dao. Khi người say xe là ấn đấy nó rất là đau. Người bị say xe này thường là người ta là có những người là lên xe là sợ cái mùi điều hòa, hoặc lên xe hoặc là người ta ngửi thấy mùi xăng là người ta sẽ say, hoặc là người ta cứ nghĩ đến là đi xe là người ta say. Thì ta dùng lá trầu đặt ở dưới bàn chân, dùng bánh mì cầm thêm 1-2 lát gừng, vừa là ngửi có thể là nhấm một chút gừng để luốt, hoặc ta dùng cái kẹo gừng. Thưa quý vị và các bạn, mùa hè thời tiết nóng nực, trẻ em là đối tượng rất dễ bị rôm sẩy mụn nhọt gây khó chịu. Nhiều phụ huynh cho rằng rôm sẩy mụn nhọt lành tính và không có gì nguy hiểm. Tuy nhiên, nếu chữa trị không đúng cách, nó có thể gây biến chứng viêm cầu thận, thậm chí là nhiễm khuẩn huyết. Sau đây là những giải đáp của bác sĩ Hà Thị Miền, Phó trưởng khoa phụ trách khoa nhi Bệnh viện Đa khoa Phố Nối về nguyên nhân, cách phòng và điều trị rôm sẩy mụn nhọt hiệu quả cho trẻ. Con tôi thì mùa hè là cũng hay bị rôm sẩy và nhiều mụn ấy, còn bị cả ngứa nữa. Thì tôi cũng muốn hỏi bác sĩ xem là nguyên nhân do đâu. Rôm sẩy hay còn gọi là phát ban nhiệt là tình trạng là đổ nhiều mồ hôi, nhưng mà các ống tuyến mồ hôi bị tắc và mồ hôi không thoát ra được, gây ứ động và gây nên những cái mụn li ti nhỏ màu hồng. Rôm sẩy thì là bệnh lành tính, có thể tự khỏi. Tuy nhiên nếu mà không biết cách chăm sóc đúng thì sẽ có thể gây những cái biến chứng như là viêm nang nông, mụn nhọt, viêm da. Nguyên nhân hàng đầu khiến trẻ bị rôm sảy chính là nhiệt độ môi trường nắng nóng. Khi mà vào mùa hè thì nhiệt độ môi trường cao, cơ thể phải tiết ra nhiều mồ hôi để điều nhiệt, mà lỗ chân lông lại bị bít tắc do bụi bẩn hoặc là do vi khuẩn thì gây ứ động. Ngoài ra tuyến mồ hôi ở trẻ em thì chưa phát triển như người lớn. Tuy nhiên cũng có một số trẻ khi trời mát cũng bị rôm sảy. Nguyên nhân là có thể do cha mẹ quá cẩn thận, mặc nhiều quần áo và tã lót, mồ hôi ra nhiều và ứ động cũng gây ra bị rôm sảy. Phụ huynh cần nhớ rằng là hoạt động chuyển hóa bên trong cơ thể của trẻ em thì lúc nào cũng cao hơn ở người lớn. Chính vì vậy là thân nhiệt ở trẻ em luôn cao hơn người lớn. Thưa bác sĩ, bệnh rôm sảy của trẻ em thường sẽ biểu hiện như thế nào? Biểu hiện của rôm sảy thì là những mụn nước li ti màu đỏ, thường mọc thành từng đám, từng mảng, và vị trí thì thường gặp ở đầu, ở lưng, ở ngực, hoặc cũng có thể gặp ở những các kẽ như là lách bẹn. Đây chính là những vị trí tiết nhiều mồ hôi. Và một số trường hợp nặng hơn thì có thể gặp tình trạng là rôm sảy toàn thân, cũng xen kẽ những cái mụn đỏ li ti, xen kẽ lẫn với cả cái mụn mủ trắng. Khi mà trẻ bị rôm sảy thì trẻ thường có biểu hiện là ngứa ngáy, bứt rứt, khó chịu. Một số trường hợp thì trẻ gãi có thể gây sức, xây xước da, gây viêm da nhiễm trùng. Thưa bác sĩ, cho tôi hỏi là cách điều trị bệnh rôm sảy cho trẻ em như thế nào? Về điều trị thì rôm sảy chủ yếu là do nóng bức và vi khuẩn gây lên. Vì vậy nguyên tắc xử lý là giữ cho cơ thể luôn mát mẻ, thoáng khí và chống viêm da. Khi mà bị rôm sảy thì chúng ta phải cho trẻ ở phòng mát, tốt nhất là có điều hòa, mặc quần áo thoáng mát, tắm rửa hàng ngày, giữ cho da rẻ luôn sạch sẽ, thoáng khí. Có thể cho trẻ tắm bằng các dung dịch như là thuốc tím pha loãng hoặc là sữa tắm của trẻ em, và cũng có thể tắm bằng nước lá trầu không, lá chè xanh hoặc là chanh hoặc là xài đất. Viêm da do rôm sảy mà lâu ngày không khỏi thì cần thiết sẽ phải bôi kháng sinh và bôi thuốc trị rôm sảy theo đơn chỉ định của bác sĩ. Và một số trường hợp nặng hơn của biến chứng viêm da, mụn mủ, mụn nhọt, sốt nữa thì cần phải được khám và chỉ định thuốc kháng sinh và những thuốc trị rôm sảy hợp lý. Về phòng bệnh thì chúng ta phải luôn để cho trẻ ở nơi thoáng mát, sạch sẽ, tránh những nơi đông đúc, ngột ngạt, bí hơi, mặc quần áo thoáng mát, tắm rửa hàng ngày sạch sẽ,
không nên cho trẻ ra ngoài khi trời nắng, đặc biệt là khung giờ từ 10 đến 15 giờ. Khi mà bắt buộc ra ngoài thì phải đội mũ nón rộng vành, rồi mặc quần áo che kín da của trẻ, và tắm rửa vệ sinh hàng ngày, chế độ ăn hợp lý, uống đủ nước, ăn uống đầy đủ các chất vitamin, rau xanh. Nhọc nhằn, vất vả và nhiều áp lực, đó là những miêu tả của các điều dưỡng viên khi chia sẻ về công việc của mình. Trong quá trình điều trị, họ đóng vai trò rất quan trọng khi phải thường xuyên túc trực, chăm sóc và phục vụ người bệnh. Đối với bệnh nhân là trẻ em, trẻ sơ sinh thì sự vất vả ấy còn tăng lên bội phần. Nhân ngày quốc tế điều dưỡng 12 tháng 5, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng theo dõi câu chuyện của nam điều dưỡng Hoàng Văn Thắng ở Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên, một người luôn tràn đầy nhiệt huyết, yêu nghề, yêu trẻ. Chăm chú ngắm nhìn con trai qua lớp tường kính phòng chăm sóc đặc biệt khoa sơ sinh Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên, anh Phạm Văn Cường ở tỉnh Hà Nam không khỏi xúc động. Được biết con trai anh là trẻ sinh non khi mới được 34 tuần tuổi và chỉ nặng hơn 2 kg, bé lại đang bị nhiễm khuẩn. Xót xa cho đứa con trai nhỏ bé không được ở trong vòng tay của cha mẹ, nhưng sự xót xa đó đã vơi đi phần nào khi anh được chứng kiến sự chăm sóc nhiệt tình của các điều dưỡng bác sĩ ở đây. Người bố mà không chăm được con thì buồn, hay là con mình nó bị sinh sớm quá, hay là may có các bác sĩ thôi, đặc biệt là bác Thắng, khoa điều dưỡng thì bác chăm sóc tận tình con mình, rất cảm ơn bác. Mình cảm thấy bác Thắng là như người cha đỡ đầu của con trai mình lúc mình không ở bên cạnh con được. Như những người cha, người mẹ đỡ đầu cho các bé, đó là lời nhận xét mà người nhà bệnh nhân luôn dành cho điều dưỡng Hoàng Văn Thắng cũng như các điều dưỡng khác tại khoa sơ sinh. Hàng ngày, mỗi nhịp sinh học của các cháu, từ ăn, uống, thay tã, lấy máu xét nghiệm hay thực hiện y lệnh của bác sĩ đều do các điều dưỡng viên thực hiện. Có những ca nặng nhập viện, có khi họ phải thức nguyên đêm để túc trực. Dù vất vả là vậy, nhưng bằng lòng yêu nghề, yêu trẻ, điều dưỡng Thắng luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nghề điều dưỡng thì gặp nhiều khó khăn vất vả. Chúng tôi là những người trực tiếp chăm sóc bệnh nhân. Đặc thù của viện chúng tôi là những bệnh nhân nhỏ tuổi, non tháng thì còn vất vả hơn nữa. Nhưng nghề điều dưỡng thì mang cho tôi nhiều niềm vui, hạnh phúc. Đó là khi nhìn thấy người bệnh khỏi bệnh và được trở về nhà. Điều dưỡng Hoàng Văn Thắng công tác tại Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên từ năm 2012, 10 năm trong nghề, 10 năm gắn bó với các bệnh nhi, không chỉ có những thái độ cử chỉ đúng mực ân cần với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, anh Thắng còn truyền cả những cử chỉ ân cần đó của mình sang cho các đồng nghiệp trẻ tuổi trong khoa và sẵn sàng chỉ bảo giúp đỡ họ trong công việc để các đồng nghiệp trong khoa đều thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Điều dưỡng Thắng là một đồng chí có chuyên môn, năng động và nhiệt tình trong công việc. Có rất nhiều bệnh nhân mà vào viện trong tình trạng nguy kịch phải cấp cứu thì điều dưỡng Thắng cũng như các điều dưỡng trong khoa và các bác sĩ trong khoa thì cũng cấp cứu em bé thành công, và sau khi ra viện thì cũng nhận được rất nhiều cái lời khen tích cực từ bệnh nhân. Thì đối với các anh em đồng nghiệp thì bạn rất là hòa nhã và cũng nhiệt tình giúp đỡ các anh em ở trong khoa để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong đợt dịch COVID-19 vừa qua, điều dưỡng Hoàng Văn Thắng cũng là một trong những y bác sĩ đầu tiên của tỉnh xung phong vào miền Nam chống dịch. Với những thành tích xuất sắc, anh đã được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, giấy khen của Sở Y tế và hơn hết là những tình cảm sâu sắc của các gia đình bệnh nhi với anh. Câu chuyện vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên các nền tảng số của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thân ái chào tạm biệt.